Năm 1969, tại vùng đất Phú Định, Sài Gòn, thương hiệu Đồng Tâm ra đời từ một xưởng sản xuất gạch bông truyền thống. Với mong muốn cung cấp các sản phẩm chất lượng đến mỗi gia đình người Việt, ông Võ Thành Lân, người sáng lập thương hiệu, đã lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, say mê lao động và sáng tạo đến các thế hệ cán bộ, công nhân viên Đồng Tâm. Sau hơn nửa thế kỷ không ngừng phát triển, với những nỗ lực bền bỉ, tinh thần phụng sự đất nước, khát vọng đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, Đồng Tâm không ngừng nỗ lực phấn đấu để trở thành một tập đoàn đa ngành, năng động, hiện đại và phát triển bền vững tại Việt Nam. Đồng Tâm hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất, bất động sản công nghiệp, giáo dục, đầu tư và khai thác cảng biển, dịch vụ logistics, cùng nhiều lĩnh vực tiềm năng khác. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất, Đồng Tâm Group đã xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Gạch bông Đồng Tâm, sản phẩm đầu tiên của công ty, cũng là sản phẩm gắn liền suốt quá trình phát triển. Đến nay, dòng sản phẩm này có hơn 10.000 mẫu mã với hoa văn độc đáo, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Gạch ốp lát cao cấp ceramic và porcelain sản xuất theo công nghệ châu Âu, luôn cải tiến ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới trong sản xuất như rocker ink, kháng khuẩn, in nổi, in chìm, phủ men khô, chống trượt để mang đến những sản phẩm phù hợp xu hướng, ứng dụng cao và đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng. Thiết bị vệ sinh cao cấp với công nghệ Italia, sở hữu 20 tính năng thông minh. Sơn nước nội, ngoại thất với công nghệ chống tia UV, chống thấm, bề mặt nhẵn mịn, hương thơm dễ chịu, dễ lau chùi, chống bám bụi và rêu móc. Ngói màu áp dụng công nghệ phủ màu ép ướt của Italia, độ bền màu lên đến 10 năm. Ngói tráng men Titan cấu tạo từ khung xương ceramic, bề mặt ngói được phủ lớp men màu, độ bền màu sắc lên đến 50 năm. Trong xu hướng kiến trúc hiện đại, cửa nhựa UBVC và cửa nhôm Đồng Tâm được đánh giá cao khi sở hữu nhiều điểm mạnh phù hợp với hầu hết các yêu cầu, tiêu chuẩn thi công đặc biệt của các công trình hiện đại, siêu bền, cách âm, cách nhiệt, chống cháy, chống thấm. Các dòng sản phẩm hỗ trợ quá trình thi công mang thương hiệu Đồng Tâm khá đa dạng, giúp quá trình thi công và hoàn thiện của các công trình, dự án ngày càng hiệu quả. Sản phẩm bê tông tươi, cống, cọc bê tông ly tâm giữ ứng lực Đồng Tâm với dây chuyền sản xuất hiện đại từ Ý, Hàn Quốc và các nước G7 cho ra đời các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tối ưu. Với hơn 2.500 đại lý, nhà phân phối, 32 showroom, kho hàng trong nước và xuất khẩu hơn 30 quốc gia, 28 năm được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhiều năm liền nằm trong top 5 công ty vật liệu xây dựng uy tín tại Việt Nam. Sản phẩm Đồng Tâm được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn ngay cả những thị trường khắt khe nhất như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Úc. Cảng quốc tế Long An với diện tích 147 hectare có vị trí chiến lược quan trọng tại tỉnh Long An, kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và là mắt xích quan trọng trong chuỗi giao thương hàng hóa của khu vực phía Nam. Cảng quốc tế Long An có 7 cầu cảng với chiều dài liên tục là 1.670m, sở hữu 1 triệu mét vuông kho và bãi để lưu trữ hàng hóa. Hệ thống trang thiết bị khai thác hiện đại với cẩu STS RTG được sản xuất lắp ráp 100% tại Nhật Bản. Ngay bên cạnh khu cảng là các khu công nghiệp, dịch vụ công nghiệp và đô thị với tổng quy hoạch 4 khu dự án là 1.935 hectare. Đây là một sự kết hợp hài hòa của một khu liên hợp dịch vụ cảng biển và các công trình phụ trợ, góp phần hình thành quần thể thành phố cảng biển đa năng, hiện đại. Trong quá trình vừa thi công, vừa khai thác, đến nay cảng quốc tế Long An đạt hơn 10 triệu tấn hàng hóa tổng hợp từ hàng nông, thủy sản, phân bón, sắt thép, thiết bị máy móc, hàng siêu trường siêu trọng và container, khẳng định năng lực trong khai thác và cung cấp các dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, cảng quốc tế Long An thực hiện các thủ tục mở rộng quy mô lên 9 cầu cảng, trong đó một cầu cảng chuyên khai thác hàng lỏng, khí hóa lỏng, 3 bến phao neo đậu tàu và bến tàu du lịch chuyên đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong lĩnh vực đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp, Đồng Tâm Group ghi dấu ấn với khu công nghiệp Thuận Đạo hơn 300 hectare nằm trên hai huyện Bến Lức và Cần Đước, là một trong những dự án bất động sản công nghiệp đầu tiên của Đồng Tâm. Thuận Đạo được đánh giá là khu công nghiệp kiểu mẫu và hoạt động hiệu quả của tỉnh Long An.
đã giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động, được nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước chọn làm điểm đến để đầu tư và không ngừng phát triển mở rộng trong những năm qua. Điển hình là các tập đoàn kinh tế đa quốc gia đến từ Mỹ, Hà Lan, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức. Trong lĩnh vực bất động sản, Đồng Tâm Group còn có dự án như Green City quy mô 76,61 hectare, khu dân cư Bắc Lê Lợi, Quảng Ngãi, dự án Đồng Tâm House diện tích 14.660 m2 tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, gồm các khu nhà liên kế và chung cư cao tầng. Ở lĩnh vực giáo dục, Đồng Tâm và tập đoàn giáo dục Asoyuku Nhật Bản đã hợp tác liên doanh và chính thức thành lập trường trung cấp Việt Nhật vào năm 2010. Trong quá trình phát triển hoạt động, trường đã nỗ lực cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Long An và khu vực trong các lĩnh vực chính như quản lý, kinh tế, kỹ thuật công nghệ. Đồng Tâm kiên định với triết lý kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội, luôn đồng hành cùng đảng, nhà nước, chính quyền các địa phương, các tổ chức, hội, đoàn thể, các hiệp hội, hội ngành nghề để triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa, nhân văn trên cả nước và được lãnh đạo các cấp, cộng đồng xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Đối với người lao động, Đồng Tâm Group chú trọng các chính sách phúc lợi, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và không ngừng nâng cao chất lượng môi trường làm việc. 55 năm hành trình phụng sự đất nước với sứ mệnh mang đến những tiện ích hiện đại, sang trọng và thẩm mỹ cho cộng đồng, xã hội và khát vọng, hoài bão trở thành một trong những công ty hàng đầu trong khu vực. Đồng Tâm vinh dự nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ của các cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, các tổ chức trong và ngoài nước, được trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý, đặc biệt danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương lao động hạng nhì và hạng ba dành cho tập thể cán bộ, công nhân viên Đồng Tâm, danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và top đầu doanh nghiệp uy tín ngành vật liệu xây dựng, bằng khen của Bộ Công Thương khen tặng Cảng Quốc tế Long An vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, cùng nhiều danh hiệu bằng khen cao quý. Hành trình hơn nửa thế kỷ của những nỗ lực bền bỉ, của tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, Đồng Tâm vươn lên xác lập vị thế là tập đoàn đa ngành, năng động, hiện đại và hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển mới, những giá trị chung mà các thế hệ cán bộ, công nhân viên Đồng Tâm tạo nên chính là hệ giá trị văn hóa, là nguồn lực nội sinh để Đồng Tâm phát triển nhanh và bền vững, sẵn sàng cho bước tiến mới toàn diện. 55 năm là thành quả chung mà Đồng Tâm mong muốn có cơ hội gửi lời tri ân sâu sắc đến quý lãnh đạo các cấp đã quan tâm, động viên, quý cổ đông, đối tác đã đồng hành, chia sẻ, quý khách hàng, người tiêu dùng đã tin tưởng, lựa chọn. Với khát vọng vươn xa, Đồng Tâm 60 năm, 70 năm và hơn thế nữa vẫn rất cần sự ủng hộ, quan tâm của tất cả quý vị. Hãy cho chúng tôi cơ hội để được đồng hành cùng quý vị. Đồng Tâm, vì cuộc sống tươi đẹp.